Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay Thắng đưa con trai Gia Hưng của Tất Thắng, mà lâu lắm rồi Thắng mới được về quê, tranh thủ một chút thôi. Ở đây Thắng hôm nay đi mua cho thằng con cái gì nhỉ? Xe đạp. Xe đạp. Con chào các cô bác kia. Cháu chào các cô, các bác. Cháu tên là Nguyễn Hoàng Gia Hưng. Nguyễn Hoàng Gia Hưng. Đấy. Hôm nay cháu được mua xe mới. Năm nay là cháu lớn rồi, cháu lên lớp 6 rồi. Bây giờ đi test xem xe thích cái loại xe nào để bố mua cho một cái xe sau rất là nhiều. Chào cô. Tìm mua cái xe cho thằng cò. Vâng. Mà chưa nhìn thấy cái mẫu nó ấy. Không, đây. Bên. Tìm cái mẫu xe mà cho thằng cò này. Vâng. Xe nào mà nó đâu con cái xe nào nhỉ? Hưng nhỉ? Xe đâu? Hình như loại này sao này? Đấy, bà thấy được, cái đấy vừa tầm hơn. Phải không? Phải loại của Tít là loại này không? Đây, nó có hình ảnh đây mà bác. Nó chơi cùng bạn nó, thằng bạn nó cũng đi cái xe như thế này, nó thích. Đây, phải loại này không? À, thì cái này đẹp thích hơn. Xe như của bạn Tít nhá. Bánh như xe đấy bên này. Xe này cái loại này là phanh đĩa à? Đây, phanh đĩa như nào nhỉ? Phanh đĩa à? Đâu? Đấy, cặp xong trước, phanh đĩa, chỗ sâu. Cái này đẹp hơn cái trong ảnh của mình. Thế à? Quay hơn à? Phanh đĩa à? Tăng xích trước là có ấy không? Tăng. À rồi, ở đấy nó phải ấy thường thôi. Phanh tăng xích. Vâng, phanh đĩa nó gấp hơn nhỉ? Không, phanh này an toàn lắm. À, rồi, ok. Thử nào, anh thử lắp cho cái này. Cái này bao tiền? Cái này 950. 950. Thử. Thế à? 800 à? Đi thử ra nào. Đấy, lắp vào phần đĩa. Nhưng mà phải có thích loại này không con? Loại này đẹp hơn trong ảnh của mình rồi. Được rồi. Quay là vlog của anh. Dạ. Anh quay là vlog. À, quay để lưu ở nhà thôi mà, chơi thôi mà. Dạ, để em đi nào. Bây giờ mới bơm hơi bơm nhiếc thôi đúng không anh? Bây giờ mới bạn điều chỉnh bơm nhiếc chuẩn cho về thì đi thôi mà. Tí nữa chắc đi từ đây không đi được đâu, phải đi đoạn đấy lên đoạn đông người này chưa đi được đâu, phải cho chú Tài đi hộ một đoạn. Dạ. Bên này với cả bên kia của nhà bác cùng một nhà hết à? Xe này giống xe của chú Pây Hầu. À, xe của chú Pây Hầu có tăng xích tăng nhất đàng hoàng. Đẩy ấy. Hình như Hạ Yên hơi thấp rồi. Hả? Hơi thấp đúng không? Ok, để bác đẩy Yên lên cho nào. Chân này dài lắm, tới này chắc nó phải lên 1m9. Ông Huỳnh Tấn Đức mua thuốc tăng trưởng chiều cao cho chân dài lắm. Cao gần bằng bác Sự. Đấy, cao gần bằng bác Sự ấy. Năm nay thấy lớn không? Vừa nặng. Ấy, gà công nghiệp. Đi tít đằng kia xem nào. Gà công nghiệp. Đấy.
Đạp nhanh tốc độ tí ra nào. Bóp phanh, bóp phước nào, cua nào. Cứ bóng rồi đi cho nó. À, đỗ xe nào. Được rồi, để bóc quấy lên, bóc quấy lên, bóc. Cái này để bác bóc bóc nốt đi. Xong gửi tiền bác ấy về cho chú Tài lượn nhá. Chỗ lên xe luôn. Cho con xe lên xe cho mình làm sao được? Cũng được. Mở cốp lên. Tại vì nó phải đi qua cái chỗ này đông người này, nó thằng này không đi đâu. Cho lên xe để cho ra cao tốc kia, đoạn vắng kia thì bắt đầu cho đi. Bỏ cái này đi. Bóc hết đi để làm cái gì. Xe này giá là bán ở đây là 1.900.000. Ưu tiên anh em quay video giảm đi 100.000 còn 1.800.000. Chủ quán xe là chủ cái gì ạ? Bình Thu nhá các bác nhá. Ngay chợ Tam Cờ. Tiện thể quảng cáo luôn cho nhà hàng. Cứ quen ăn nhiều, cứ nhà hàng quảng cáo cho nhà bán xe. Bình Thu. Rồi đếm luôn tiền đây này, cho nó dễ đếm ở ấy kia nó ấy nhờ. Triệu rưỡi. 800 đúng không? 300 đúng không? Rồi ok, đủ. Tiền mới nha bác nhá. À, kiểm tra kỹ chưa? Đi trước xe ô tô luôn nhá. Để ý xe nhá. Đây. Chứ đừng để cho cháu đạp đi. Ờ thôi đi sát sát tí. Mệt thế Tài, thở ác thế. Đạp nhanh chạy theo xe ô tô. Quên không bảo là nâng yên lên, mày đạp như thế vòng nó ngắn đúng không? Đây. Nâng yên lên một tí là vừa em, nó hơi ngắn, hơi thấp. Đấy, thì ok rồi. Chỗ này nó mới bán ô tô ở đây à? Mới làm bán ô tô à? Toyota đây à? Đẹp nhỉ? Tới này mua ô tô phải về đây mua đấy. Làm gì à? Fortuner. Isuzu. Nhìn đường nhá, ok không? Có mẹ. Ồ. Con biết đường về mà. Biết đường về không? Có. Thế bố về trước nhá. Vâng. Tuyên Quang ấy, tối nay có trung thu ấy. Rước đèn ác lắm rồi. Tối anh em mình lại đi ngắm tí nhỉ. Ngắm tí trung thu. Đang quay này ví dụ ấy phát là quay tiếp nhá, ở nhà nhá. Cái này chắc lạc ở đây sao nhỉ? Biết món đấy món gì không? Nộ. Nộ, bì chuối và khoai tây. Cơm xong cái em đi
Trung thu luôn nhá, Trung thu Tuyên Quang thì cực đẹp luôn. Đợt này lên lớp 6 học có khó không? Con thấy bình thường chưa khó. Con thấy bình thường á, chưa sắp khó. Sắp khó rồi. Sắp khó á. Ừ. Ok, thế là được đấy. Rồi. Trung thu ở Tuyên Quang, Trung thu à, cho cả người lớn luôn nhưng không phải trẻ con nữa. Thiên đường ẩm thực. Ôi dồi, đây là đồ gì ra Hưng? Thiên đường. Ô mai, khu này là ô mai. Đây. Bên này các kiểu đồ. Chơi đã đi, chơi đã đi, chơi đã nhờ. Xong là tí của anh chén sau nhờ. Đồ, ôi đồ. Đây chợ luôn. Chợ luôn. Bạt đũa đồ đạc. Kinh. Hôm nay là tổng duyệt nha các bác nhé. Ở tại quảng trường Nguyễn Tất Thành luôn. Hôm nay làm cái sân khấu lớn thật. Chương trình qua những miền di sản. Giới thiệu với anh em chút là bây giờ đang là buổi sáng tại quê hương của Tất Thắng nhá. Anh em về đến đây thì nói thật với các bác là đi nhiều rồi, là tối hôm qua thì được ở nhà với cả con trai một buổi tối đi chơi. Lâu rồi Thắng cũng chưa được về nhà thăm quê. Đây là một cái chợ mà ngày xưa Thắng cứ gọi là chợ số 10, bây giờ không biết là nó chợ tên là gì. Và khu này, vực này là khu vực lên một tí nữa thôi là giếng tanh, khu số 10. Và buổi sáng thì các bác ấy, anh em là ăn mặc là nó vẫn ở quê nên là thôi cứ quần đùi áo phông cho nó dễ. Trời ơi, tiết nó nóng được. Dép trước thứ thì các bác biết rồi, Thắng lúc nào cũng đôi dép xanh này. Nhiều người cứ đi bảo thằng này đi nhầm dép nhà nghỉ ra, nhưng không phải đâu nhá. Thắng đi dép này là đi suốt cái đôi này từ hôm vợ mua cho 30.000 đến giờ là đi suốt. Đấy. Anh em về đến chợ buổi sáng ở đây xem có cái gì không thì mua. Không mà nếu mà kiếm được gì ăn sáng thì kiếm nhá, đồ ăn sáng ấy. Đấy. Xe này sao đổ giữa đường này. Đấy con này là anh bảo là con hai cầu đấy. Con này xe chắc là đang bị hỏng ra không? Xe này đa hát su. Đa hát su à? Ok. Chắc là họ đứng đây luôn không phải. Để ý có đầu bò đấy. Đây là khu vực chợ này, chợ đấy. Anh em chợ hôm nay đi đông quá, đông luôn. Hoa quả mặt hàng các kiểu chợ ở quê. Mặt hàng bên này là mặt hàng khô này. Con đi về Tuyên Quang với cả Yên Bái là bắt đầu thấy cái con này này. Con này trên Hà Giang thì nhiều anh em nó sợ không dám ăn rồi. Dạ. Dạ ở Hà Giang bác ơi. Vâng. Con này cũng hay gửi cái này lên Hà Giang. Gửi lên Hà Giang. Con này ở đây bán bao tiền một cân rồi? 80.000 một cân. Con này vẫn còn sống ấy. Con này ở đây là con nó tủ lạnh nha, bây giờ nó đương hồi. Tầm sắn nha.
nhiều. Tí làm một cân về ăn nhá. Ờ. Đây đi lên trên này. Vâng, rồi đã nói là Việt Nam nói là làm. Tí nữa phải làm chắc là không một cân thì cũng phải nửa cân ăn. Tại vì ông Tài ông không dám ăn con này rồi, sợ gút. Đấy. Thuốc xương khớp, thuốc rất nhiều. Ở đây cũng bày bán các loại đồ đạc. Trên này là khu vực bán đồ cá, đồ rau, đồ khô thôi. Không có đồ gì nữa rồi. Anh Sư ạ, ở trên này chỉ bán cá, đồ rau, làm con cá to, tí nữa xem con cá gì ngon không về. Dạ. Đây, cá đây. Ấy. Cá khủng đây. Ăn gì anh? Cá gì đây? Có cá tô này đâu. Hả? Cá chép kia phải cá chép hồ không? Con chấm này bao cân? Hơn 5 cân đó. Thử nhấc lên xem nào. Đó. Nhưng mà chấm này chấm đấy thôi đúng không? Chấm trắng mới cả, không phải chấm ăn cỏ đâu nhỉ? Chấm đậu mắm đây, khá là ngon. Thế à? À. Bảo chém đậm, phải cũng luôn đây thôi. Bảo ao đây thôi. Biết là bảo ao đây. Thế à? Đợt này toàn đánh hồ đồng cháu theo dõi. Chẳng ngày nào bà cũng theo dõi cháu à? Ừ. À. Đây là đây cũng ấy à? Đây cũng thế nhưng mà đây. Nhưng mà chép hết rồi bác. Vâng. Ok. Được rồi, tí quay lại nhá. Vâng, chào cô. Đây. Úi, lòng lợn tiết canh nhỉ. Lòng ở quê có lúc nào có lòng nóng, đồ nóng. Đang đi tìm xem có cái gì đặc sản ở quê Mỹ Bằng bọn cháu. Ếch tương đồ vàng. Ai rô phi. Cá chấm cá đổ rồi. Cá chuối rồi. Rồi hết rồi. Quay về ngay đi. Vào việc ấy đi. À, lượn qua một vòng thì chỉ thấy có mỗi cá với cả ấy thôi. Cá với cả tằm thôi nhờ. Rồi ok. Bây giờ mình đi vào kia ăn sáng không quay lại mới xách đồ được. Dạ. Xe ô tô nào ạ? Con. Làm sao ạ? Anh đánh lộn cho em đi thôi. Xe xanh như không phải đâu. Không phải, không phải. Không phải, không phải đâu. Con chấm này để cho em nhá, tí nữa quay lại nhá. Vâng. Không phải, không phải đâu. Xe xanh xanh đấy không phải của em đâu. Em không rõ đâu. Đây anh em ơi. Dạ. Vâng. Không biết là xe của ai họ đỗ giữa đường đấy. Đấy. Xe em này không phải. Có chứ, xe nào chẳng có phanh. Anh nói hai giờ đấy nhở? Lâu vào phía xe không phanh. Xe không phanh mời anh đứng lại. Đứng lại luôn. Em ơi em lấy đi. Dạ. À, xịt trước thì không lấy được. Hôm nay thì có hết rồi. Quần dài, quần trước có. Đang quay Canada thôi. Vâng, đang hội chợ. Hội chợ Canada. Ừ. Quần áo này, quần áo đầy này. Đấy. Anh Nguyễn Tất Thắng này. À, xin chào. Em fan hâm mộ của anh. Thế à? Quay fan hâm mộ cái nào. Cởi khẩu trang ra cái nào. Đây. Đây.
Đây rồi, ở đây có ăn sáng rồi anh em ơi. Ngồi ngồi chỗ nào cô? À, ở đây là có món gì nhỉ? Bún à? À cho bún đi, nhờ hợp hợp với ông sự nha. Vâng, chào cô. Người người cùng tỉnh mà không biết à? Vâng. Đây 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 ngồi vào đây. Tất thắng tất thắng. Cho già bác cho ba bát bún với. Hai bát là không hành nhá. Sợ taxi rồi. Rồi rồi. Đúng quá rồi biết rồi. Thế à, đâu bắt tay bác. Vâng. Bác đang ba ngày đúng là nhất tỉnh đấy, rửa bát cho vợ. Bây giờ còn đang xem cái mở đường của Lũng Cá. Thế à, chú em trai Nguyễn Tất Mạnh. Vâng. Nhà xóm Lũng đấy. Vâng. Ôi giời, bác còn đọc rõ cả đi. Thế à, nhà bác nào đấy nhỉ? Bác Hình. À thế à. Vâng. Bún chả nha, bún chả nha. Ba đời làm bún chả rồi. Đời chị là đời đầu tiên. Bà ăn ăn gà với ăn đấy ở trên Sapa đấy. Không, đấy là Sapa. Đấy là cái gì mà. Anh tên gì? Hai bát không hành nhá. Chưa nào mình cũng xem. À, bác cho bát đặc biệt đi nhá, đặc biệt nhá, đặc biệt nhá. Cho bà ngoại. Có cái gì nữa nhỉ? Chả mấy cái gì đó? Mọc thôi 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 thôi, chả đâu. Cái dưới là thịt hầm à? Ờ, rồi được, cho một tí thịt hầm nào. Anh Sư ơi, sang đây nào. Taxi ơi. Sự taxi dù về, mệt thật đấy. Đây. Đúng rồi, một bát không hành. Đây mát đấy nhờ. Chợ phiên ở Hà Giang. À xin lỗi, chợ phiên ở Tuyên Quang. Chợ này chính xác tên nó là chợ gì nhỉ bác nhỉ? Chợ số 10. Chợ số 10, à vẫn tên là chợ số 10 thôi. Hành này là một bát không hành nữa nhá. Ông sự taxi dù cũng không hành. Đây là bát của Mã Văn Tài. Ủa. Vâng. Đang theo dõi nó phá cái đồi đá nhỉ. Vâng. Đổi ra ạc lắm. Mời các bác đây, ở đây gia vị gia viết có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ. Cái tích dần nhậu này. Đây là cái gì đây? Ớt à? Bác. Đây là kim chi măng. À kim chi măng à? Đây à? Ớt nướng, ớt xào, ớt ấy. Anh em được cái là hợp nhau, không ăn hành. Ăn kinh lắm. Chủ à, hình như là duy nhất có một cửa hàng ăn ở đây thôi nhỉ bác nhỉ? Mỗi nhà bác làm thôi à? Có là nhà. Tôi bán được cách đây khoảng gần 30 năm. Gần 30 năm. Ba đời làm bún rồi. Đời tôi đời đầu tiên đấy. Em gần 50 rồi. 48. Gần 50 tuổi chưa? Sự này ông bà mới sinh năm 76. Thế à? Anh này anh ấy ở núi nó vất vả. Tóc tai rụng hết rồi đâu nữa. Tóc rụng nhưng mà vẫn trẻ. Trong này vẫn cứ gần 50 nữa. Vâng. Đấy. Vâng, bác là bao nhiêu tuổi rồi? À, giờ cái Việt Nam mình cứ gặp đâu cái là phải hỏi tuổi ngay. Mình đi suốt ngày về mở TV xem tất cả. Đây là bát bún đặc biệt ở quê. Đây là chợ số 10. Ngon đấy. Ngon ngon, cái tinh dần nhậu ấy. Đây Mỹ Bằng là mấy cây nhỉ bác nhỉ? Đây là cây số 10. Mỹ Bằng là 6 cây nữa nhỉ? 7 cây nữa, 7 cây hay 8 cây nữa. Từ nhà em lên đã là 6 cây rồi. 19. Từ nhà em lên đã 6 cây rồi. 9 cây nữa. 9 cây. À nếu mà lên đi bảng thì nó lên 6 cây thôi. Lên thật là chỉ còn được. Bún ngon đấy, cái xinh đấy.
Đại viên quay cho, mời ăn đi. Ông gút chết. Bún ngon đấy. Đại Văn Tài. Mời các bác đi. Ông vừa bảo đặt rồi, uy tín. Bảo, cái anh ấy bảo dạ. Rồi. Bảo là anh ấy đừng gõ nó chết nhá. Để tí đẩy. Vâng, cháu chào cô. Cân chưa? Có gì để cho đựng được? Vâng. Cháu đi Thái Nguyên không à, sang quê luôn. Vâng. Ở đây tí nhỏ ở đây là lắm khán giả của Nguyễn Tất Thắng ghê. Vâng. Hôm qua đấy còn bảo đây là nhà Thắng, đây là còn biết cả nhà. Biết cả nhà rồi à? Biết rồi. Anh là không làm cẩn thận là bọn anh biết hết. Làm cẩn thận. Quê mình là tốt rồi. Đó, quê đúng, về quê gặp các bác đây, tuyệt vời rồi. Ngoài đời đã biết rồi. Vâng. Đâu nhờ chị bán cá đi đâu rồi nhỉ? Lấy đồ dạ. Cháu còn học cùng đấy. Học cùng á? Ừ. Làm gì? Nó người Phú Lâm mà. Thế à? Không, chắc chị này hơn tuổi. Cùng tuổi 87 á? À. Đấy, học cùng. À, chị là sinh năm 87 à? Đúng rồi. Học khóa 12. Hả? À? Ừ. À, thì bạn thôi, mình cứ tưởng bằng chị. Cũng nhà trong Phú Lâm á? Hả? Nhà. Vâng, thế à? Bây giờ... Đây. Được rồi. Nào cho đây. Con này làm món gì được nhỉ? Không, cân mà trường lại con đi đâu nhỉ? Hết cân à? Vâng, cháu chào cô. Vâng. Rồi, xem kênh của Nguyễn Tất Thắng nhiều quá. Rồi. Đây à? Xem suốt ngày à? Xem vâng. Vâng. Cháu cảm ơn cô nhá. Bao tiền đấy? 5 cân 8 à? Này nhận. Dạ. À. Đấy ba bỏ vào cái kia cho cháu đây. Lấy mua cá ở quê quá rẻ. Hôm nay em vừa xem sao. Hôm nay ra đây bán có 75.000 cân nhỉ. Rẻ quá đấy. Cái quê mình làm ra đồng tiền nó vất vả thế đấy. Bao tiền? 435.000, ok. Đây, sữa này. Để kiểu gì đây? Ôi, thế phải bỏ 3 ba lô lên. Trời, ba lô. Đây nhá, uy tín nha cô nhá. Quay lại mua loại tầm cho cô nhá. À, cho chắc chỉ nửa cân nữa. Vâng. Cân thì càng tốt. Con này ăn nhiều người. Riêng ông Tài ông đã không ăn rồi, chỉ có ông Sự với cả Tất Thắng thôi. Vâng. Con cháu xuống này Trung Thu à, bọn em xuống này Trung Thu à. Vâng. Lấy nửa cân à? Vâng. Được rồi, chỗ này cũng được rồi. Bao tiền đấy ạ? 50.000 đi nhá. À rồi, 50.000 đây. Đây, về lâu về Tân Quang thì rẽ vào đây chơi nhá. Vâng, tuyệt vời. Rồi, cháu xin. Rồi. Này, bán nó đây. Đây. Bù chê. Ra đi ăn đấy. Bà vẫn có vịt để ấy này. Đấy, đàn gà đen của bà như thế cơ mà. Đồn cô đơn chán đời quá. Bà xem mới buồn. Đấy, gà đen của bà.
Có mấy con kia như kiểu quạ ấy nhỉ? Ừ. Cúc 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 cúc. Nó còn đi chứ. Chưa về hết. Thôi không thịt nữa đâu. Gà mấy ngàn chán lắm rồi, kể cả gà đen này. Ăn suốt này, này con này. Con này chuẩn đét luôn. Nhà khu đang nở rồi. Mấy nữa vào quay, nó gọi bảo quay, chưa quay được cho xem. Của nhà khu có những con đẹp lắm. Đây của bà đây cũng nở đây đúng không? Đàn này nở, mẹ nó dẫn đây đúng không? Đấy, con mẹ cũng đen này. Con mẹ này là mua ở Mèo Vạc. 10 trứng nở 10 con à? Ừ. Sống tốt đấy. 10 trứng nở 10 con. Nở qua. Thế à? Ừ. Nở chiều qua. Cho xuống. Rồi cho xuống. Đây con mái này là mái mái ở Mèo Vạc. Còn hai con đen trống to kia là bắt ở Tùng Bá. 10 trứng nở đúng 10 con. Đẹp lắm rồi con này. Đấy, con đấy gà xước của người Mông. À. Nhưng mà con đấy nó lại không phải đấy. Thế à? Con còn đẻ ra cơ. À đen. Cho ép vào nướng. Đây là loại choài. Mái này sắp đẻ rồi. Vâng. Bác thấy khu này rộng không? Anh em ở đây tháo hồ vùng bẫy. Nhà Mạnh ở bên này. Ông bà ở bên này. Sự taxi dù. Bên này là xưởng của em Mạnh. Đấy, khu này. Xưởng làm gỗ bóc. Rồi là làm gạch bê tông. Rồi rất nhiều thứ. Bây giờ thì lại không làm nữa. Lại đi Hà Giang. Xong hết công việc ở Hà Giang thì em Mạnh sẽ lại trở lại đây và làm những cái công việc bình thường của em ấy nhé. Tại vì các bác biết rằng đi Hà Giang và máy múc máy miếc của em mới làm. Hiện giờ hai vợ chồng em đi lên đấy làm để mới cả những cái thước phim của em ấy để cho đủ cái tiền mà chi trả đi lại ô tô rồi là mua xăng mua ấy rồi ăn uống chi phí rất là tốn kém. Đấy. Nên là có thể là xong những cái con đường ở Lũng Cáng mà em không có thể làm được hay là những cái tuyến đường khác mà có thể có những cái sự giúp đỡ của bà con được nữa mà đổ dầu đổ giếc thì mới làm được, chứ còn mà bảo cứ vào mua máy xong là tự đổ dầu đổ giếc cứ thế đi làm mà để quay phim để có quảng cáo để lấy tiền thì không lại đâu các bạn. Đấy. Cuộc sống thì ai cũng phải có cuộc sống, nhưng mà tất nhiên thì đi làm thiện nguyện thì là nó cũng phải là có lợi cho dân bản và cái cá nhân của con người thì cũng phải có một chút nào đó. Nhưng bây giờ đi thuê người làm, thuê một bạn lái máy đấy rồi là thuê thêm bạn sự nữa, xong là bắt đầu là mà máy móc mà phải đổ dầu
cho máy múc ấy thì sẽ không có thể làm được. Đó. Không thể làm được lâu dài, có thể làm được vài ba tháng thôi, nhưng mà về lâu về dài thì không có khả năng để chi trả hết được như vậy. Đó, tại vì nó cũng phải cần phải có một nguồn kinh phí để bà con chẳng hạn phối hợp, chẳng hạn bản nào người ta đổ dầu như bản Lũng Cáng ấy thì có thể làm được. Đấy. Thế còn mà bảo bây giờ mua tất dầu mà đổ làm múc một con đường như thế cũng không đơn giản đâu. Đấy, rồi là nhiều thứ lắm. Anh Sự đợt này chuyển sang thanh nướng cá. Bây giờ bộ này là đồng hành chưa được một tuần các bạn. Chưa được một tuần. Sắp sửa được một tuần rồi. Đấy, anh Hôm Sự... nay là ngày... Ngày thứ mấy nhỉ anh em mình đi nhỉ? Ngày thứ năm thì phải. May là Thắng vẫn còn có trên xe là lúc nào cũng ném độ 3-4 bộ nhỉ? Hôm nay đây là bộ Thắng mà hôm nay đó, là cũng là bộ ấy rồi đấy. Hôm đó đi là em là không báo thế là mặc bộ này bảo quay về lấy em bảo thôi cứ đi mặc cho nó mát. Bây giờ mặc mát quá toát hết mồ hôi. Chơi bài kiểu ngẫu hứng cứ thích là đi nha các bác nhá. Hôm đấy là anh em làm ở cầu xong các bác sẽ theo dõi video là cũng thấy là không nghĩ là ai lại đi thẳng phát đi Thái Nguyên luôn đúng không? Đúng rồi. Không qua nhà luôn. Không qua nhà, không vào nhà. Đi thành phố qua thành phố đi Bắc Mê đi thẳng qua thành phố luôn và đi thẳng xuống Thái Nguyên luôn trong đêm. Thế mẹ ác ồn. Nhưng mà cái áo này vẫn là áo lưới, nó không ra mồ hôi. Ừ. Đây rồi. Sao đây vậy? Dạ. Nổ hết rồi. Chứ nó nổ hết rồi. Ừ, nó ở đây luộc trần qua rồi bạn chị nên cho vào xào. Đó. Ở đây này ra thì anh gắn cá nhá. Ổn chưa? Sắp ổn rồi anh. Tí nữa là được đi. 15 phút nữa. Ừ. Kích thích dân nhậu ấy nhỉ. Ừ. Món này luộc đi xong mang vào xào nhé. Ừ. Xào vàng lên, rắc lá chanh vào. Ừ. Ngoài nguội luôn. Lúc là bên nước ngoài các bác không dám ăn cái con này không. Đây, đầu cá đây, rán lên. Nấu với cả quả dứa, quả thơm ấy. Với cả cá chua. Ừ. Đích thân Thắng vào bếp. Nóng vãi mồ hôi, về quê nóng quá. Ok, kiếm được rồi cái que ấy ớt này đấy. Đấy thế ông bà cái gì cũng có. Ớt tiếp thứ có đầy đủ hết đúng không? Nướng phải được chục xiên này luôn. Ớt nhiều, ôi dồi, được ấy cả. Ép nổ đi, 5 phút nữa ngồi đây. Cứ bắt đầu là xếp mâm xong là bắt đầu bê vào. Anh hãy nhặt lá rổ một tí nào được rồi. Bây giờ cứ để đây xong mình ướt cho vào giá ra để. Để đến đây vẫn cứ phải ớt này chấm mới ngon nhỉ, nướng lên thơm hắc. Ôi sao vàng đấy nhỉ. Ừ. Như kiểu bôi nghệ vào. Ừ, kinh quá. Hay mày bôi nghệ đúng không? Mày lén bôi nghệ vào đấy không? Em không bôi. Ừ? Nếu không mà ngon không? Dính quá. Không ra được à? Nó vẫn phải dính một tí thôi. Bắt buộc. Không dính phải dính á? Không dính phải dính. Đấy. Đó. Ôi dồi, thơm thế. Đấy. Ôi dồi, chấm hết luôn. Ai xa, ai biết bài đấy nhỉ. Ừ. Đây, tay nóng. Ôi dồi.
Đấy. Hôm nay chơi bát nước chấm bự quá. Ây da. Rồi, tên. Đấy. Còn lẫn vỡ. Đấy. Đấy, có cả bóng bóng. Ờ, bóng bóng nữa. Đấy. Hai bát nhỉ. À, đây, cho luôn cho sao. Đấy. Chỉ là. Cho con này ra đây nào. Thế nào? Cho này tạm đây tí để múc cá một cái đi. Đấy. Đấy. Cái này có cả đuôi nữa luôn. Đấy, lòng riếc đấy. Canh chua đấy, hôm nay nấu. Đi ăn nhiều món đồ ấy rồi ngấy. Hôm nay phải chơi cái này cho nó đấy mát. Cái gan bổ cái thận tráng cái dương, tăng cường sinh lực. Rồi, anh Sự à, một phát lên luôn nhỉ, vào việc luôn à. Cho mấy miếng dứa thơm lên nữa này. Đấy, có lòng này. Kích thích dân nhậu. Đấy, lòng này thì cứ phải để tai. Phát một. Đấy, được chưa? Đấy là ok nhá, cho nó bát đấy lên nhá. Ơ bà Kim đâu rồi? Bà mẹ. Bà đâu nhỉ? Bà bảo bà ăn cơm. Bà vào sao đi? Bia đây à? Ây da, được đấy nhỉ. Đủ chưa? Đủ chưa? Còn đồ gì giò trước gì nữa? Hả? Đi sau là cứ làm cái bài cái cửa rồi. Mát nhỉ. Quá. Cho cốc đá nước đá tại. Cho anh cốc nước đá trước không? À. Làm tí nước mát đã. Bà ngồi xuống đi. Anh Mười, anh Sự, ngồi xuống đi Tài. Ừ. Mẹ vợ của Mạnh. Thì mới biết được. Đấy, lại chuyển cái đá cái thứ sang đây. Đấy. Các bà đã không uống rượu bia đâu. Cá của người ngon thế nhỉ? À, cá sông chảy đấy. Cá này là không hóa chất đấy nhỉ anh Mười nhỉ? Không hóa chất đâu, sáng nay mà biết về. Thì... Loại này là giống gì nhỉ anh nhỉ? Cá gì nhỉ? Mương sông chảy. Cá mương à? Mương to nhỉ? Thế ngon đấy. Ừ. Thịt loại này ơn mức có một nồi canh, bát canh đây là có đây, hai bát đây, bát nhân đây, bát đây hai bát chuẩn bia về đây cho Tài nó hỗ trợ cho đấy. Sự anh ấy không uống rồi anh ấy không làm được cái việc ấy đâu. Anh không uống, anh ngồi nấu cơm. Đấy, cái chấm này thì mấy anh em Hà Giang chấm, còn góc bác chấm đấy bột canh. Con này chắc là bà Kim cũng không ăn được đâu chứ nhỉ? Có. Ngon không? Được chứ, ở đúng khô một cái gì ấy.
tiếp nó bằng à, nó bắt cái con cá mình sợ quá nó bắt. Con này là to nhất chợ đấy. Sáng nay mà anh biết thì làm có ba con bền sông hai con chảy thì à, thế à? Em về đâu? Ừ. Cao bền à, đúng không? Cao bền hôm nay toàn cân hài. Ồ. Giờ hôm qua họ bán nhiều lắm. Tiếc nhỉ? Không biết về. Hôm qua thì biết là quay trên tưởng là đẹp vẫn ở trên ngoại. Sáng nay bà chơi sân này tự nhiên thấy về. Bà quay sang bọn này đi cứ như là đi như chim bay. Chim. Thì tối qua thấy phát trực tiếp. Được chưa? Đủ. Rồi chưa? Anh Sự không uống. Không. Anh Sự uống. Cô uống. Bà làm tí bia cho nó đẹp da. Mời bà đi. Vâng, mời đi. Các ông bà ăn cơm đi. Vâng. Cảm ơn chú nhá. Chú mời hai cô. Vâng, bà nhá. Vâng, mời đi. Bia thì cứ từ từ làm con tằm á. Vâng. Cho bà đi. Cho nó mát. Tôi đang đau dạ dày. Cứ uống vào là phát khỏi. Không phát khỏi. Tằm này nhà tôi này là với đời là thích ăn tằm. Đây phải cái nước dạ dày của ông chả đấy không? À. Cảm ơn ông bà nhá. Vâng. Vâng, mời cô chú nhé. Vâng. Mời cô chú các bác nhé. Các Hùng không ạ? Các Hùng chỉ cần mút một cái đũa xào tầm thôi là ngứa hết. Chắc giống thằng Tài này thế. Thế Tài mày làm con đi xem nào. Liều đấy hả? Ai? Thôi mày cứ liều một con xem nào. Mời các bác nhé. Nó dị ứng nặng nó không thở được ấy. Thế à? Thằng Hùng nó không thở được, nó bật như thế nào. Đó. Mày, tí nữa là đi trường. Thôi được rồi, mày ăn một con thôi. Tiếp cận nó dần dần nhá, mày ăn... Tập dần đấy. Ừ, tập dần đi. Đáng nhẽ phải cho mày ăn lá chanh trước ấy. Bà, các anh thử con cá này. Ăn một con là hơi nhiều ấy. Được rồi. Lá cuốn với cả cá nước bà. Cá này thì ngon bà. Nhưng cá kia nặng. Vâng. Cá này thì ngon quá, thật chất. Cái 10 rán này mang tất cả đi vào đây thì tí như vậy. Thế đấy là nướng hay rán anh 10? Cái này rán đấy. Dạ, thế à. Đây, ở đây. Đây. Cái này nó ở trường. Để con nó ở trường. Này. Anh làm cái này nó mới ngon. Ờ đúng rồi. Đúng tủ của anh Sự ấy. Đấy nghe nó còn phải hai cái cục mỡ nữa cơ. Vậy không? Ừ. Đúng là hôm nay không lấy mỡ để nhỉ. Đây có mỡ. Đây mỡ đây. Mỡ nó nhiều quá không ăn được. Đấy. Thế còn cá này bằng. Ngon không? Nó là mềm. Này không phải nhai. Chính là con tằm này là sạch nhất đấy. Con này nó không bị ăn cắm cỏ. Nó thật nhỉ? Tằm này như con dê ấy. Ăn lá không mà. Sạch. Mà cái này chỉ cần nuôi khắc bọt phát là hỏng hết ngay. Vâng. Nó phải cho nó ăn liên tục. Ngay phải hỏng hết luôn. Lạnh phải hỏng hết luôn. Người xưa hay nuôi á. Tằm này nó tươi cực kỳ. Nó phải nó như kiểu hơi phải vía. Ông cũng ngày xưa nuôi xong bắt đầu cái lấy lá sắn kiểu ở xung quanh này có cái chút sâu để rách đi này chết hết cái hết cả mi. Hồi xưa mình hay dùng keo sắn để trên người trà hay phun thuốc á. Con tằm này bị yếu á. Làm đấy gói lá xong việc cho ăn. Con này mình hình như xào chưa được khô lắm ấy nhỉ? Khô tí nữa nhỉ? Khô tí nữa cứng nhỉ? Tầm mềm. Khô nữa chắc là em không bị sao nhỉ? Không phải con tằm này bây giờ nó kiểu là nó cứ ra nó muốn chín nhiều hơn nó bó vào xong nó bỏ tủ ngăn mát đi. Đúng rồi, hôm nay cái cô này cô bảo là ở ngăn vừa bỏ tủ lạnh ra đây này. Để ngăn tủ lạnh thì nó khác ngày, ăn nó khác ngày. Đấy, đang bò đồ mua về mình tự mình luộc, mình chắc nước đi cho mình làm thôi. Nhưng mà nó vẫn sống. Nó vẫn sống mà. Để ngăn má. Nó không chết đâu, nó không sống. Bó chặt nó không nhảy. Bó vào cơ. Nếu mà mình cho nước nó nóng vào phát là nó lại sống vậy. Vâng. Nó không nhảy cơ cho nên để nó ăn tơ con, nó cứng. Không ăn mát nên là nó ra hết sạch tờ yêu như thế. Nhưng mà về mà đến lúc bỏ ra xong rồi cho ít nước nó nóng vào. Hôm nào bắt đầu để ra ngoài là hôm nay cái bà đấy, cái cô này cô bán cô bảo ấy. Cá bò cá bò đây à?
nhỏ nhỏ ra ngoài nó nhảy hết tơ thì nó bám thì nó chết. Yêu anh thì hãy ăn con cá bò đây à? Mời lên xe. Cá bò nổi tiếng ở cái vùng mà cuối cuối sông chảy ở Hà Giang cũng lắm con này. Ừ. Nó bên mạn Lục Yên này, xong rồi sang bên Quang Bình cũng có nhiều này, con cá bò này. Con này bụng bình thường là vàng như kiểu đấy. Ừ. Con cá này nướng mất mảnh này mất hơn tiếng, chưa được 2 tiếng. Gì? Cá mổ. Mấy cân? 5 cân mấy à? Con này nhỏ ấy. Mấy ngày suốt ngày đi toàn ăn lợn ăn gà, mấy bà bảo mổ gà đem nữa thôi. Bà mổ gà đen không mổ. Tí đi luôn. Tí này phải đi luôn. Không có thời gian nhiều. Ở đây đây Tuấn Bờm đây, Tuấn Bờm đây. Đây ông ngồi bên này để tôi quay cho ông rõ rõ tí, ông chủ chuyên bia bọt nha các bác nhá. Bia phải phải có bọt đấy. Có món gì trong túi quần bỏ ra nữa. Ông có ỉm vợ của vợ đi không đấy. Anh ơi cầm cho em một cái đĩa rồi nhá. Chú này tối đấy ngồi quán là 1 giờ về giờ là mọi người tạm chịu phát một dạ phát đi dạ. Tuấn Bờm. Chào mời cô chú. Giới thiệu với các bác đây là anh Tuấn Bờm với cả anh Huy Mười cùng xã. Bạn Tuấn Bờm thì nhà ngay cạnh vách đây, ngày xưa học cùng nhau. Đá về nhà. Vừa cho này, chưa kịp đặt. Tối qua lúc tôi ngó thấy bạn đang ở tuyên quang nhưng lúc đấy là nhanh quá. Lúc đấy hai vợ chồng mới vợ chồng tôi với bà Hồng Lùn, hai đứa nhỏ cũng đi lên đấy. Thế à? Tôi hôm qua ra chạy loanh quanh ở đấy lại gặp mấy cái cô mấy anh chị xem video của tôi. Nên này quay tí cái xong là chạy đi đấy luôn. Uống cà phê. Uống ở cái quán ngay đối diện quảng trường à? Không, vào bên dưới này tí đấy nó đông nó ẩm. Ở dưới chỗ dọc dọc ở gầm cầu đấy à, dọc ven sông nhá. Ừ. Tối mai mới là hôm qua là tổng duyệt. Ở chơi hết cốc đi, hết cốc đi. Dạ. Còn chẳng mai có chỗ gửi xe nhỉ. Đi xuống. Đông đợt tuyên quang trung thu dã man thật khiếp thật. Đấy hôm qua cháu ra lúc đấy hơi 8 giờ rồi. Gần tháng này. Vâng. Tháng rồi. Vâng. Đọc ngay từ đầu tháng 7 chen được vào đây là tốt rồi. Đi hẳn lên luôn bao tiền xe và 50.000. Lúc số 2 gửi luôn. Qua mình gửi có 40.000 nhỉ? Không có lấy tiền mình đâu. Ra nó bảo anh Sự à, thế là không lấy tiền. Thế là gửi xe. Vâng. Tiền Sự hay Hậu Sự anh? Tiền Sự. Khán giả đặt tên là Tiền Sự. Nấu rồi không phải Tiền Sự. Không, không hiền khô thì nó bảo khả năng phải điều chỉnh nữa ông, cốc rượu như không không không, không. Bia này thấy hơi nhạt nhẽo nhỉ? Ông chưa Hậu Sự thì không khỏe. Bảo chào khỏe đó. Ông Tuần đi viện 2 lần rồi. Chào khỏe bằng ông Bích đâu, ông Bích khỏe. Ơ bố cháu khỏe. Ừ. Cô cháu cứ mỗi bữa bác cái ca 2 lít lên rót lửa già ca là về ăn cơm uống bia. Trên quán không ngồi. Thấy ông bảo ngồi trên quán giao lưu lung tung chóng chết mà. Mà ông ấy đang cứ cá này cá gì mà kinh này. Cá gì? Hả? Con này là con cá chấm cỏ. Cá chấm cỏ. Cỏ nhá. Này. Ông đoán xem nó mấy cân? Theo này nó phải to này. Bằng. Con này đến 13 cân không? Con này nó trừ đi một nửa. Ông làm nhà hàng nay ông đoán thì chết dở đấy.
Nào, mời ông tí. Con này 6 cân thì không hết được. Con này nó đây, đây, đây. Yến. Rồi. Yến mốt. Mời ăn đi. Nó vẫn ăn rồi. Cái này đang ngủ tạ ếch đi. Thế à? Tạ ếch quá. Đang đi cân lượn. Thế. Lúc em bảo anh ra xem thì anh lại đang đứng trong. Lúc anh đứng đang phải tỉnh. Đến nguồn đâu nhỉ? Cháu lấy bọn nó gửi ở ngoài chợ Tăng Cờ. Tăng Cờ thì